Đây là hai con máy hành lý của ngày hôm nay mọi người, Mi 10S nha. Em bán giá cho người là 2.150.000 và mọi chức năng đều hoạt động bình thường. S22 lút 2 SIM 3.910.000, mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Hôm nay cũng về được một số dòng máy nè. ROG Phone 5, Zenlift 5, con này còn bảo hành 26/3/2025 nha. Đó, máy đẹp. 13 Pro nè. S22 Ultra phiên bản 2 SIM, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Giá cực kỳ là tốt luôn, 2 SIM nha. Đó, giá hôm nay em bán cho người là 10.600.000. S22 Ultra 10.600.000. Ok chưa? Trả góp thì đưa trước giúp em 300.000 thôi là được. Bữa giờ em bán cái S22 Ultra rất là hút luôn rồi. Còn 512GB thì đây. Phải không? RAM 12 512GB là 10.850.000. Đó, hôm nay có bản 2 SIM. Có một con 1K mới nè. Rồi, 12 Pro Max 128 256GB hôm nay cũng có luôn. 14 Pro Max, 13 Pro Max và thêm một con 14 lút. Đây, 14 lút nè. Tiếp tục là 15 Pro và 14 Pro. Hôm nay cũng về được một số dòng máy thôi. Nói chung thì mọi người đã có chuẩn bị qua tiệm điện thoại em mua không á, thì đang chờ mua rất là lớn nha người. Mọi người có qua thì qua ngày mai mua nha. Chứ giờ em cũng đóng cửa. Tham thấy là chờ mua rất là lớn, nãy giờ đang nghe mua quá giờ. Mọi người lưu ý nè. Này, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168509, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo mọi người. Mọi người lưu ý nha. Em có một số tài khoản Vietcombank thôi, lưu ý các ngân hàng nè. Vietcombank 97168509 và các số tài khoản MBBank là tài khoản lừa đảo đẹp xíu. Ngày nào cũng pháo báo trên đầu like hết rồi để cho mọi người sợ bị lừa đảo. Đây, lừa đảo nè, không? MBBank nè, 97168509 Hà Quốc Minh là tài khoản lừa đảo. Tài khoản chính chủ là Vietcombank, 97168509 Hà Quốc Minh. Duy nhất một số tài khoản Vietcombank không rồi, mọi người lưu ý nha, Vietcombank nè. Duy nhất một số tài khoản thôi, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo. Và em không bao giờ các bạn hút với người, có ai mà các bạn hút với người là lừa đảo luôn. Rồi, đây. XG 64GB hả? XG còn 128GB tầm 4 triệu mấy anh ơi. Giá phụ của anh hết hàng nè. Em lên cái con đầu tiên là con máy hành lý trước nha. Đó, Mi 10S nè. Con này em bán cho khách được đúng một ngày, bán là 4 triệu mấy đó. Từ bây giờ lỗ 2 triệu. Con này tình trạng á, là về anh đó mới xài ngày à, bị sọc. Đó, màn hình này bên em bao tác 7 ngày, không có hành gây nước cứng đớm, sọc màn đớm màn. Nhưng mà con này trong thời gian 7 ngày thì bên em sẽ đổi cái máy khác, đổi máy tương đương. Ok chưa? Đó, thì em ngày trưa em trưa nào em cũng live stream bán máy tại cửa hàng và bảo hành tại cửa hàng thì mình cũng nắm rõ hết rồi đúng không? Em là có làm sao quay vậy, mình live stream trực tiếp, có lỗi thì đổi, đơn giản thôi người. Đây là Mi 10S nha, RAM 8 256GB, pin là 4780 mAh, chip là 870, camera 108MP, và cái dòng này lo nghe cực kỳ là hay vì hợp tác với Hartmann Garden mọi người không? Đó, hợp tác với Hartmann Garden. Rồi, tình trạng con máy này bị sọc một đường, còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường. Cam góc rộng F1, F2, con này xài chữa cháy rất là ok. Đó, tính ra em lỗ con này là 2 triệu mấy. Thôi thì có lỗi thì mình chịu mọi người. Đó, đồ điện tử mà, đúng không? Rồi, đây 2.150.000. Em có đúng một con nhất và máy này em chốt trên line. Đó, chốt trên line. Và sẽ là một con S22 lút, máy này em hôn của khách. Tình trạng máy á, là bên em hưu á, hưu cũng đã mới tất cả các dòng máy, máy lõi cũng hưu luôn, như con này nè, bị sọc một đường, bên em vẫn hưu là bình thường, để mua của người chán, bán cho người cần, đúng không? Này bản 2 SIM, đó, RAM 8, 128GB, em bán là 3.990.000, con này nếu mà máy đẹp bên em đang bán á, là 7.850.000, tính ra em trừ giá màn hình ra cho người đó. Màn hình này nếu mà người đi hai hãng, 3.010.000, em không hai, đó, em không hai, em là nhập sao bán vậy luôn. Hãng đang báo giá em là 3.010.000. Nếu mà gắn cái màn hình vô, nó sẽ là 4 triệu, thêm 3 triệu đó là 7 triệu. 7 triệu mà cái máy đang bán, máy bên em đang bán là 7.8 triệu, phải không? Tiết kiệm cho mọi người là bao nhiêu? 800.000. Thứ nhất là 800.000. Thứ hai, nếu mọi người không có tài chính, mọi người muốn cần một con máy cấu hình cao. Đó, không có tài chính, muốn cần một con máy cấu hình cao mà bị lỗi thì đây. Mọi người lời được cái màn hình sọc đúng không? Đó, lời được 800.000 là cái được màn hình sọc. Đây, em hôn sao bán vậy luôn. Và giá này em bán là 3.990.000.
3990 nha, góc rộng F1, nói chung là full chức năng. Em hu khách thì em cũng test hết rồi, em hu khách á, em hu và test đúng một lần em trả tiền đủ khách, còn em bán cho người nè bao test 7 ngày, không bao test 7 ngày, loại trả tiền đơn giản vậy thôi, rồi đó là trả tiền, ok chưa? Có con nào tầm 10 triệu ok không? Nếu mà nói về Samsung, con nào mà tầm 10 triệu á, chị Trinh ơi, tầm 10 triệu thì mua giúp em á là S22 Ultra. Không có con nào qua được con này nữa, thật sự là vậy. Nếu mà nói về Samsung, mọi người muốn bản 2 SIM thì em cũng có bản 2 SIM nè, Galaxy S2 Ultra nha, đây là bản 2 SIM. Pin á là 5000. Đây, phiên bản là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Đây, màn hình tần số quét nè, 120Hz chưa hết nha. Cái con này thì dòng Lexus của Samsung. Đây là cái dòng máy đầu bảng đó. Dòng máy mà tập trung tất cả các công nghệ tinh túy nhất vào con S22 Ultra. Đây. Màn hình Full HD là 2+, màn hình chỉnh Full HD thôi cho nó đỡ hai pin. Đó. Còn về camera nha, khỏi phải bàn luôn. Đây. Camera con này là khỏi phải bàn. Đó. Đây là camera selfie. Được không? Em chụp tấm hình camera selfie cho người xem. Nếu mà tầm giá 10 triệu con này quá ok. Rồi, tiếp tục sẽ là chụp camera F1, cam chính. Này cam chính nè. Là cam góc rộng nè. Không? Là cam F3 nè. Tiếp theo là cam F10. Zoom là được. Zoom là được 100x. 100x phải zoom xa mới thấy được mọi người. Đó, zoom xa kiểu như nè. Không? Mình zoom xa nó mới thấy được. Đó. Đó, không là cam X2, X3 nè, thường nè, góc rộng nè. Đó. Đây cam selfie nè. Đây. Chưa hết nha. Dòng này kích thước màn hình sẽ là 6.8 inch và có thêm cái bút nè. Đó. Galaxy bây giờ bỏ luôn cái dòng Note, phải tập trung vào vòng S. Đó. Thì sẽ có thêm cái bút nữa. Này cái bút nè. Đó. Có cảm ứng lực luôn, bây giờ mình vẽ nhẹ phải không, là cái nước cái đường nét nó nhẹ, bây giờ ấn mạnh nè, đó hay là cái đường nét nó mạnh lên không, ok nha. Rồi con này bản 2 SIM là em bán là 10.600.000 là bản 2 SIM, ok nha. Bản 2 SIM là 10.600.000, em có màu đen, màu xanh, màu đỏ rượu, ngoại hình khoảng 9798 đó, 9798 rồi. Còn ngoại hình 99 em có được một con. Đây, ngoại hình 99 là màu cam, đúng một con duy nhất, 11.250. Đó, 11.250. Đúng một con duy nhất màu cam luôn. Ngoại hình 99. Em nhập cao hơn, em bán cao hơn nha, RAM 12 và 256GB. Bán 2 SIM. Đó, 11.250. Rồi, con này nếu mà nguồn mua cho góp, đưa trước giúp em nè, 300.000 là lấy máy về xài. Nhưng mà phải đến trực tiếp cửa hàng. Ok chưa? Và thêm một con nữa, đây là Note, em nói nhầm, đây là S22 Ultra nhưng mà là bản 512GB. Đây. RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB nha. Đó, con này là bản hàng thì sẽ được một SIM. Bản hàng được một SIM nhưng mà giá nó rẻ hơn. Chênh lệch có 300.000. Chênh lệch có 200.000, 250.000. Mà được dung lượng nó gấp đôi. Mọi người lưu ý nha. Dung lượng là gấp đôi. Đó, dung lượng gấp đôi con S2 Ultra bản 2 SIM. Đó, thì nó đánh đổi mọi người. Vì đây là bản hàng chỉ được một SIM. Anh chị em nào mà cần bản hàng dung lượng cao một SIM thì con này là chân ái. Cũng tầm giá 10 triệu. Đúng không? Cũng tầm giá 10 triệu. Và đây sẽ là bản chính hãng nè. Bản chính hãng thì nếu mà máy đẹp á tầm khoảng 12 đồng máy. Con này thì nó phơi phải nhẹ xíu. Phải nhẹ xíu thì 11 đồng máy. Đây, bản 2 Việt Nam. Việt Nam là 2 SIM một lý. RAM 12 và 26GB, giao bán là 11.850, không, nó phải này xíu nè, đó, và ở đây nè, ok nha. Rồi, trả góp thì đưa trước 300.000 thôi là được. Em lên tiếp một khác. À, góc phone 5, hu rẻ bán rẻ luôn, góc phone 5, đây, góc phone 5, để con này có tiếng gì không? Bạn sách tay phải. Đúng rồi, con này bạn sách tay nha mọi người. Con này bạn sách tay nha, góc phone 5. Điện thoại gaming phone chip Snapdragon đó là 888. Đó.
máy này quá đẹp, 5.990.000, 5.990.000 mọi người. Có phone 5 này, bị 6.000, màn hình tầng 6 quét nè, điện thoại chuyên game. Đâu rồi ta? Đây, 144 Hz. Đó, 144 Hz, 5.990.000, rất là đẹp luôn, phải không? Trả góp phải đến trực tiếp cửa hàng nha. Mọi người lưu ý giúp em, góp thì phải đến trực tiếp cửa hàng, không có online được. Tiếp tục. À, 12 Pro này, con này giảm giá nè. 12 Pro pin 100 em bán cho người là 8.2 triệu. Nó 8.2 triệu. iPhone 12 Pro 128 GB 8.2 triệu. Đây, 128 GB quốc tế nha. Pin là 100% luôn. Màu vàng. 8.2 triệu. Tình trạng là men zin, màng zin, vỏ zin, pin đã hay mới 100%, 128 GB. Đó, cái máy thì nó bị này, nó rỉ một xíu kính đây rồi, nhỏ xíu à. Đó, như có vậy thôi. Anh bán vì đam mê hả anh? Đúng rồi, chắc bán vì đam mê thiệt. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, nó bị ghẻ xíu vậy thôi. Cái này mọi người về dán cái lượt full á là không thấy luôn. Đó, cái này em trừ cũng xuống là hết 1 triệu đó, vì cái rỉ kính này. Ok nha. Rồi, còn nếu mọi người muốn máy đẹp, pin cao 100 luôn, máy đẹp nha mọi người. Con này ngoại hình khoảng 98x99. Này, 98x99. Thì em sẽ bán con này là 9.850.000. 9.850.000. Đúng không? Chênh lệch 1 triệu mấy luôn á, máy đẹp 128 GB nha, 9.850.000. 13 Pro hả? 13 Pro em có được một con. Đây, 13 Pro thì màu trắng, 128 GB, pin 100%. Chiếc máy là chiếc máy đẹp nha. Đó, chiếc máy là chiếc máy đẹp. Màu trắng thì lúc nào cũng đẹp hơn, phải không? Cái máy quá chất luôn. Rồi, con này sẽ bán cho người là 13.650.000 nha, máy đẹp nha người, 13.650.000. Tiếp tục sẽ là dưới clip 4 nè, clip 5 nè. Này, dưới clip 5, con này thì hàng chất, bảo hành dài. Dưới clip 5 2 sim chính hãng nha, RAM 8 GB, bộ nhớ là 26 GB, 11.150.000. Còn bảo hành là ngày 26/3/2025, coi như là tháng 4 đi. Tháng 4 bây giờ, tháng 6 là còn bảo hành 9 tháng, chính hãng Việt Nam. Không. Và cái máy phải nói là chất. Đó. Này. 11 Pro 26 GB. Đẹp gần 99 không? Đẹp 98-99 không à mọi người? 11 Pro 26 GB 8.150.000. Đẹp gần 99. Đó. Này, và pin 100% nha. 11 Pro 256 GB. Đẹp gần 99, pin 100%. Này, quá đẹp. Con nào nó đẹp là sẽ đẹp mọi người. Đó, quá đẹp luôn. 8.150.000. Con này cũng vậy luôn, 8.450.000. Hai con đều là pin 100%, 256 GB hết nha, pin 100%. Rồi, 15 Pro em có được một con, con đẹp 99%, 21.200.000, còn bảo hành tháng 10 và sẽ là bản như bản chính hãng. Này, à, con này bản hàng 128 GB, 128 GB, pin 97, còn bảo hành tháng 10 2024. Máy đẹp, máy đẹp 99 nha. Còn đẹp 99 mọi người. Con này trả góp phải đưa trước là 2.1 triệu. Đó, trả góp phải đưa trước 2.1 triệu, trả góp phải đưa trước 10%. Còn nếu mà S2 Ultra mà mọi người muốn tiết kiệm bản 2 SIM thì cũng có.
1,5 triệu. Đây, hàng sim. RAM 828 GB là máy đẹp 99. À, tiếp tục nha. À, 12 mini cũng có được một con nữa đâu rồi. 12 mini 5,150 triệu. Đây, con này 12 mini 64 GB. Pin 100%. Màn hình rất là đẹp. 98-99% nha. Đó. Giá bán là 5,150 triệu, 12 mini 64 GB. 5,150 triệu. Còn là iPhone 12 64 GB nè, 6,950 triệu. Pin 87, pin zin. Đây, 64 GB quốc tế nha, 6,950 triệu, 12. Rồi 12 mini luôn, màu trắng, pin 100%, 64 GB, 5,150 triệu luôn. Đó. Đây, tiếp tục là gì trời, cũng còn quá trời nè. Ghép mi 12 nè, con này 2,2 triệu nè. Con này màn 90 Hz, con này hô khách, bản chính hãng. Mọi người để ý nè, cái dòng này bản chính hãng sẽ là có cái logo hồng ghét nè. RAM 4 GB à, kích RAM ảo được thêm 2 GB, bộ nhớ 128 GB, 2,2 triệu. Con này cấu hình cũng ok, màn 90 Hz, pin 5000, màn hình to 6,7 inch, 3 camera, 2,2 triệu nha. Mọi người chốt máy nhắn tin giúp em mọi người ơi, sếp cày kinh quá. Bây giờ không cài thì cũng không được anh ơi. Giờ Linh nó làm dữ quá. Ở ba chi nhánh này, em phải cố gắng cài hơn. 13 Pro Max 2,1 9,8. Con này pin 100%, 16,550 nghìn. Này. Đó. 13 Pro Max 2,1 9,8. 256 GB. Pin 2 mới nha, 100%. 16,550 nghìn. Rồi. iPhone XS nè. 64 GB, pin 100 nha. Lâu rồi mới có XS rồi. 64 GB. Giá bán là 4,550 triệu. Giá theo Ultra 512 GB vẫn đang à, còn EQ bán rồi, còn nó lâu lâu mới có đường con à. Hôm nay mọi người muốn kiếm mấy con lạ hay có nè. Hono, Realme GT nè, K50 Pro nè, nhưng mà đợi xíu đi, đợi xíu đi mọi người, em báo hết từ trái sang phải cho mọi người dễ nhớ. 14 lút, 128 GB, 13,550 nghìn, 128 GB. Đây, pin 94, pin cao luôn. Hôm nay mọi người có chốt máy thì nhắn tin giúp em nha, tại vì mấy bạn nhân viên ở đây á, là đang đục mua, đợi hết mua mới về nên trả lời chậm lắm. Về đi, về bị dế. Ôi mẹ kính hả? Anh chị Phan Mỹ Nhân, chị nhắn tin giúp em luôn đi, có mấy bạn trả lời à. iPhone X Max nha, 256 GB quốc tế mọi người, 7,2 triệu, pin 100, màu vàng. Chiều 2 bên gì? Samsung A23 2,850 triệu. Đây. Pin 5000 nha. RAM 628 GB, 2,850 triệu. Redmi Note 12 RAM 428, con này 2,4 triệu. Ơi tính cái con này 2,4 triệu ngon nè mọi người. 2,4 triệu ngon nha. Tại sao nó ngon? Redmi Note 12 là màn AMOLED là thứ nhất, đúng không? Đó, RAM 4 GB, kích RAM ảo được thêm 2 GB nữa. Con này à, con này 5G đúng rồi. À, con này sao ta? Như chip 680. 128 GB, màn AMOLED là thấy ok rồi. 2,4 triệu rồi. Đây 90 Hz. 120 Hz. 2,4 triệu. RAM mua lớn rồi.
24. Rồi, con này hô khách nữa nè. Mi 11T gram 8256 đi. Con này kính nó có dày lông mèo. Con này xuống 3 triệu 3 đi. Xuống 3 triệu 3 đi cho dễ bán mọi người. Chứ 3 triệu 6 hơi khó bán á. Tại con này đi ép kính á, nó cũng khoảng là 300 nghìn thôi. Đó. Có cái viết rồi, một cái viết thôi. Còn cái viết rồi. Đây. Em bán 3 triệu 3 thôi. Hà Nội chỉ mua được online không, mua trả góp được mọi người ha. Đây, 3 triệu 3. Coi là chạy con chip á, Dimensity 1200, màn 120Hz, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Con này mới reset lại nó hơi vô lâu. Ngồi lớn dữ vậy. RAM 8 nè. 256GB. 120Hz. Đó. Đi Dimensity 1300, 3 triệu 3. Quá đẹp. Cái này không biết sao lúc mà nhân viên hu vô không để ý. Kính nó bị nhăm hết rồi, do dán cường lực cũ quá. Và xong giờ dán đè lên. Đúng không? Đó, kính nó bị mèo nè. Cái này giờ dán cường lực mới là được không? Cũng không đáng kể lắm đâu mọi người ơi. Sao là vậy? Em chùa là kỹ đó nha. Đó, không giỏi cái đèn lát thôi nè. Nó mèo nè, không? 3 triệu 3. Rồi. Rồi con này là chưa báo nè. Em chưa báo nè. iPhone 11, màu xanh pin, 64GB, 6 triệu 4. Này, pin 95, 6 triệu 4, máy đẹp nha. 9899. Chốt máy nhắn tin giúp em mọi người ơi. Mọi người chốt máy nhắn tin giúp em nha. Rồi, lên mấy con lạ nè. Hono, con này Hono gì á? Đây, Hono 80 CT. Con này RAM 12, kích game RAM mã được 7GB nè, 256GB. Chip đồ họa là con này 8 cộng RAM 1. Đây. Bộ xử lý 8 cộng RAM 1 nè. Chip đồ họa là X5 Pro. Đó. Phải 8 cộng RAM 1 không ta? Họ mặc mấy cái màn hình của Hono đẹp. Chụp chân dung. Cam chính nè. Đây. Selfie. Đó. Quá mượt luôn mọi người. Con này là 6 triệu rưỡi 50 nha. 6 triệu rưỡi 50. Đây. Realme GT RAM 12 256GB, con này màn cong, kích gam mã được thêm 12GB. Đó, chip là 870 256GB. Realme GT. Đây. 870 màn cong nha. Lưng rất là đẹp, 4.850. 4.850. Bữa mua có ghi là xuất lông mèo mà anh em mới bán lại. Hôm qua đó anh mua là con đó, vậy là con này hồi lúc là có xước lông mèo không, em có báo không? Rồi ok, không sao hết. Cho em xin lỗi, em không là nhân viên hu, em cũng không biết, em tưởng là nhân viên hu đó không chịu kiểm tra kỹ hả. Và lúc đầu em có bán cho anh là có nói là xước lông mèo, bây giờ bán lại là cũng xước lông mèo luôn, em bán là 3.3 triệu. Ok nha, chốt máy nhắn tin giúp em nha. Đây, RAM 12 256GB, chip 870, 4.850. Redmi K50 Pro. Này, RAM 8GB, 256GB. K50 Pro. 5.850. Đó, 5.850. Mi 11 cũng có nè, Mi 12 cũng có nè. Đây. Mi 11 RAM 12GB. Bộ nhớ là 256GB. Chip là 888. RAM là 12 26. Đây. Giá bán là 5.350. Mi 12 Mi 11 5G.
này màn cong nha. Mi 12X nè. Còn chip 8GB 1, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Mi 12X thì nó hơi nhỏ. Nhưng mà cấu hình mạnh. 4,5 triệu. 4,5 triệu. M51 nè. Con này bị 7.000. 2 SIM. Đó. RAM là 8GB, bộ nhớ 128GB. 7.000. 3,650 nha. Vivo V27e, RAM 8 256 GB, 4,250. Con này có dương tay trong màn nha. Tiếp Hello G99 256 GB, 4,250. Màn AMOLED nha mọi người, có dương tay trong màn nha. Cái nước mà màn cũng đẹp lắm. Redmi 12 pin 5000, con này RAM 8 GB, màn 90Hz, bộ nhớ 128 GB, 2,750. Chốt M51, anh nhắn tin giúp em nha chị Ngọc ơi. Chị Ngọc nhắn tin giúp em nha chị Ngọc ơi. iPhone 12 màu đỏ pin 100, 7,2. Này pin 100, 64 GB, 7,2. iPhone 14 Pro 256 GB bản Việt Nam, 18,850. Pin 87 mọi người. 14 Pro bản Việt Nam nó hơi cao nha. 256 GB. Đó. 18,850. Con này trả góp đôi trước 18 ha. iPhone 13 10,650, máy đẹp. Pin 100. Đinh trăm. Còn ngoại hình 9798 thì em bán là 9,850. iPhone 14 pin 88, máy đẹp. Có một khẩu số máy này chạy. À số 2. Để em tắt cái một khẩu các mọi người. Nhân viên không biết bấm cái bấm lộn ngoài. Đây. 12,350 nghìn. Máy còn đẹp luôn. 128 GB, pin 88 nha. S24 Ultra tầm 2,21 triệu. 14 Pro Max nè. Con này là 128 GB, pin 88. Con này bản Việt Nam mọi người. 128 GB nha, bản Việt Nam. Hai mươi một triệu năm trăm năm mươi nghìn. 14 Pro Max. Đây sẽ là 13 Pro Max bản 2 SIM vật lý, bản nhất A, bản Hồng Kông mọi người. 128 GB quốc tế, pin zin thì còn 86 à. 15,350. Mọi người chốt máy nhắn tin giúp em nha. 12 Pro Max 128 GB nè, em đang bán là 11,850, là 128 GB. Đó. Trả góp đi trước giúp em 350 thôi. 128 GB. Còn 256 GB là 12,850. Đây. 256 GB, 12,850. iPhone 8 Plus 64 GB, pin 94, 3,350. À, con này pin 94 này nhầm giá, con này để ngày mai quay lại. 11 Pro Max pin 85, 64 GB, giá bán là 7,988. Samsung A32 pin 5000 mọi người, RAM 628 nha, 2,850. A70 RAM 628 GB,
2,5 triệu. Còn A50 là 1,8 triệu. Nay con này là màn AMOLED rồi, 2 SIM chính hãng nha. 1,8 triệu. Đó. Rồi. Địa chỉ của em là 98 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8 nha. Hôm nay sẽ hôm nay có như đây thôi rồi. Bên em bán thì bảo hành cho người là 3 tháng mỗi đó 1 nha. Không bảo hành game nó cứng đó màn hình. Và có hộ thì nó không cần trả trước. Thì góp thì mọi người phải đến cửa hàng. Không làm hồ sơ giấy online được. Ship có thử cọc mọi người. Máy trên 1 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu cọc 1 triệu nha. Bên em có hu cụ đã mới tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG vẫn hu cụ đã mới được hết nha. Rồi, cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người buổi tối dễ nha mọi người. Bye bye.